ប្រទេសយសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបគឺអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅអាស៊ីគឺជប៉ុនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបានព្រមព្រៀងសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងពេលការពិគ្រោះយោបល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្រិតខ្ពស់លើកដំបូងរបស់ពួកគេដែលធ្វើឡើងនៅចំពេលមានភាពតានតឹងជុំវិញខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនិងការរំខានសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយ
chấm nuôn bầm mùi rụp tiết bàn thờ đầm na tu sửa cách nơi prate chụp pon thay thay ní cầm bông tai sầm lăng rốt mờ mà show bài mùi chấm nuôn không ca cắt bàn thoi cặp bông ai rụp bọ làm mong lơ bật thọ thiệt đam rụp bọ prate chân lô lập school bàn để dây được không sản xuất sản phẩm miền bản to bị cách bị phía xa chỉ mùi xong phía kỳ chụp pon thá cả lúc lôi rụp bọ prate rosi lơ prate ukraine cả đôi chi chủng ngư rết thấp bát covid đập bầm bốn bàn thua ao puke đăng giang chú chấp bị cá lủng bá để ai cắt lang nô pe miền cả bưng phải này sẽ được cái tràn pe nếu không đồng bọn sầm khăn thân mùi chủng nuôn lô school bàn bản thay tiệt hà làm mong trở tại pratakam chấm phù bản hà ní hai đời rùm khi nè chú mùi nâng bật tê chú bón nâng đại cụp xe tiết nụ à lòng mong cầm phung thua ca lờ ca tiên xe kết đây sau này thàn ở bàn trăm trấu chanh bì bọt bì sọt tiếng ổn đi nâng không xe kết đây thay lãnh ca rùm bật tê tiếng bì nì bàn bình chất chi chê tà nà rô bọt bù kế không ca phung rưng cách xa hạng pra bạc ca lờ sau này sọc xe tư kết nâng ca chú bù tơ rô ca bằng ca ớt cổ rộp khăn chú bắp xâm rạp xa cam hợp hiếp cách xa pra bạc ca ca bì chết nâng sau này sọc thuê phía ký đô chì ca phát đo chùm núi nâng ca con trô phân này phát phía chì đàm nếu như rõ bàn trái chú bón lô phù bì ô kì xì đá bàn dây thá bà tế à lòng mong nâng chú bón miên bòm nong chùm rôn cách xa hạng pra bạc ca nâng khôn nông vi say dứt đất xa mùi chùm núi rùm miên thôn thiên rái bàn tia chíp nâng ạ quý hào chai rùm lê ca ạng vọt lò lò bòm phót rô bò phù kế đâm bây túp tôl nâng hà nịp hấy đâm bây cóc sang sai chung vạc phụt cung đò rưng mòm bà góp đòi sô vạt tập hiếp nâng nị rôn tạ hiếp Alamong cho nghĩa chênh bị xa chung vã cột cung bị chấn có đời xa tại bình nơi chức cam rô viên prate dạ xe tư cách tiền phí ní. Miền ca đọc đô bình nơi chức cam rô viên khả niên tài trả ơn đòi khổng đúc. Mà hai dạ chấn bán khá lai chuyện đại cụ bình nơi chức cam đo sầm khăn bẩm phót rô bò Alamong rồi dạp về bằng bí chân năm chọp chọp khả niên mộng ní. Tu chi miền ca bảo miền khang nửa dô bài bì tí krong bẹc lăng ẩm bì ca bưng phải khả lăng bê tờ lơ chân có đòi. Dòng tâm tình này bị cây lại sẽ thể tệ à lòng mong bà này đang thả tùm hôm bên đây chứ cam lơ tùm nên rồi viên à lòng mong nâng chấn miền đồng lại bà hài bây rồi mà phây mùi bọn liền làm đích nếu không chân năm bì bọn mà phây bì cơ lòng tứ cứ bàn cả lãng bà hài mà phây mùi phê rồi bà thiếp nâng chân năm bì bọn mà phây mùi đây lại bà tê chụp bọn vĩnh cứ chữ đại cụ bên đây chứ cam đọt hôm chương kê bòm phót lùm đập tì bì rồi bà à lòng mong nếu không đồng bọn à dì bằng tọc bì chân